gần Phúc Long à? Cái chất chả nó cũ lắm, nó không được đen bóng. Cũ rồi. Này, mình đen bóng này mà. Đây đen hai này. Đấy, nó đen, chất chả nó bóng nó mới. Cái này cũ lắm nhỉ, mà cũ chưa? Đấy. Đây một dòng khác này, đen sàng. Đen sàng, đen 1 và đen 2 này. Cái lợi thế của đen sàng này nhá, chả như nhau, lợi thế của nó là là khi ủ công thức Phúc Long ấy này, thì nó không bị lổi trà lên nhiều, phải không? Thì trà nó ra được nhiều chất. Đấy, cái lợi thế của cái đen sàng. Đấy, đây ủ công thức Phúc Long rồi. Công thức chuẩn đấy nhá, không phải công thức ngoại. Đây là 200g trà 1 lít rưỡi nữa. Đấy, nó đỡ bị bồng, nó bị sành trà lên thì nó ra nhiều chất hơn. Đen sàng đấy, lợi thế của đen sàng là như thế. Đấy, nó không bị sành lên này.